Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Đây, nó hiện ra bên đây là mình qua cái mục 2.2 luôn rồi. Tại vì ngày hôm qua mình nhấn vô cái link video trực tuyến trên Facebook á, mình trở lại. Mình sẽ vô cái mục Exams and Me, là bài thi và tôi. Thì cái phần này nó có một cái video là mình đọc sơ bộ cái này rồi mình bắt đầu xem video nha. Bài thi và tôi. Meet Rob, the video tutor for this course. Là gặp Rob, gia sư video của khóa học này. In this video, Rob talks about how people feel about exams. Trong video này, Rob sẽ nói về cách mà người ta cảm thấy về cái bài thi, kỳ thi. Watch Rob and the other speakers. Xem Rob và những người nói khác, những diễn giả khác nói gì. Note for all the videos on the course, you can see subtitles or read the transcript as you watch by using the view transcript link under the video player. Chú ý là đối với tất cả các video trong khóa học này, bạn có thể xem cái phụ đề và đọc cái transcript, có nghĩa là cái nội dung mà người ta viết ra từ cái video đó. Khi mà bạn xem và đọc cái nội dung video, khi mà bạn xem bằng cách là sử dụng cái đường dẫn, cái link xem nội dung video, xem cái transcript, mình không biết dịch sao cái từ transcript này cho nó chính xác hay là tiếng Việt. Transcript là bản chép lại, bản ghi. Nói vậy. Under ở phía dưới cái phần mà phát video, cái giao diện này này bạn, cái video player là cái này. Rồi. You can also download the transcript as a PDF in the download section below. Bạn cũng có thể tải cái bản ghi ở dạng PDF trong cái phần download ở bên dưới. Rồi người ta hỏi là, mình xem video rồi người ta hỏi mình là Did you agree with any of the speakers in the video? Là bạn có đồng tình với những cái diễn giả ở trong cái video này không? How do exams make you feel? Là cái bài thi này, kỳ thi này làm cho bạn cảm thấy ra sao, thế nào? How you ever had a bad exam experience? Bạn có bao giờ có một cái trải nghiệm thi cử tệ chưa? What happened? Chuyện gì đã xảy ra? Share your thoughts with other learners by adding your comments below. Chia sẻ những cái suy nghĩ của bạn với những người học khác bằng cách thêm những cái bình luận ở bên dưới. If you read the comment from someone else, which was really useful or interesting, click the like button. Nếu mà bạn đọc một cái bình luận từ ai đó khác mà thực sự hữu ích hoặc là thú vị thì hãy nhấn vào nút like nhé. British Council, Hội đồng Anh. Mark it complete. Mình xem cái video xong mình sẽ mark it complete, là đánh dấu đã hoàn thành. Đây là mục download. Rồi có cái bản ghi bằng tiếng Anh ở đây. Nhấn vào đây thì nó sẽ ra cái nội dung của video. Comment thì mình sẽ xem comment. Same comment, yeah.
comment. Mình sẽ đọc cái này đi. Đọc cái comment này xong rồi mình sẽ quay lại mình xem video clip nha. 50-50. Rồi cái trải nghiệm của bạn này là 50-50. Especially because sometimes I know the whole thing, but I do not know how to explain it in English properly. So I just want to write everything on tab. But I have lots of problems with grammar, vocabulary, and other skills. Cảm giác đi thi của bạn này là 50-50. Đặc biệt là bởi vì là đôi khi bạn này biết mọi thứ. Nhưng mà tôi biết mọi thứ, nhưng mà tôi không có biết cách để mà giải thích nó bằng tiếng Anh một cách chính xác, phù hợp. Cho nên tôi muốn là viết mọi thứ xuống cho nó kịp giờ. Nhưng mà tôi có nhiều vấn đề với lại ngữ pháp, từ vựng và những kỹ năng khác nữa. Rồi, Tina Paul là cái nhà giáo dục sẽ trả lời bạn này là: Hi Renata, have you visited Learn English before? I find some really useful tips and activities to help you improve on grammar and vocabulary. And I hope this course also helps you. Xin chào Renata. Bạn đã ghé qua cái trang web Learn English của British Council trước đây chưa? Nếu mà bạn cảm thấy không phải, bạn sẽ tìm thấy những cái mẹo rất là hữu ích, thực sự rất là hữu ích, và những cái hoạt động hữu ích để mà giúp bạn cải thiện ngữ pháp và từ vựng đó. Cô này cũng cho thêm cái link nữa. Cái link này là của British Council, cái trang web British Council, và nó sẽ thiên về ngữ pháp và từ vựng này. And I hope this course also helps you. Và tôi giúp mong là cái khóa học này cũng sẽ giúp bạn. Tina à? Không. Tina là tên của cô này. Là mình like cho mình một cái. Like cho mình một cái. Rồi bây giờ mình xem video nha. Hi and welcome to this course, Understanding IELTS, Technique for English Language Tests. Rồi, xin chào và chào mừng đến với cái khóa học thấu hiểu IELTS, những cái kỹ thuật để mà chuẩn bị những cái kỹ thuật cho bài thi ngôn ngữ tiếng Anh. I'm Rob and I'll be your video tutor. Tôi là Rob và tôi sẽ là lesson video của bạn. In the next 6 weeks, you'll be looking at the 4 skills of English. Vào 6 tuần tới thì bạn sẽ được xem về 4 cái kỹ năng của tiếng Anh. Reading, writing, speaking and listening. And đọc, viết, nghe và nói và nghe. How they're tested in the IELTS test. Và cách mà chúng được kiểm tra ở trong cái bài thi IELTS. You'll be finding out more about the format of IELTS. Bạn sẽ phát hiện ra nhiều hơn về cái định dạng của bài thi IELTS. Learning some techniques to help you improve your performance. Học thêm những cái kỹ thuật để mà cải thiện cái sự thể hiện thể hiện của bạn trong bài thi. To start this week though, I'd like to talk about exams, not. Để bắt đầu cái tuần này, tôi muốn nói về cái kỳ thi. IELTS, but all exams. Không chỉ là IELTS mà tất cả các kỳ thi tiếng Anh nói chung. How do you feel about examinations? Cảm giác của bạn khi mà về những kỳ thi là như thế nào? Or hate them, or perhaps.
bạn thích hay là ghét chúng, or in between, hoặc là có lẽ là mình ở giữa, mình không ghét mà mình cũng không thích. Some students that question, and here are some of the things that they. Chúng tôi đã hỏi một vài học sinh và đây là những câu trả lời của họ. How did you feel about exams? Bạn cảm thấy thế nào về các kỳ thi? Well, actually, I for sure I feel quite nervous about the. Actually, thật ra là tôi cảm thấy lo lắng với các kỳ về những kỳ thi. Like every person, I think. Giống như mọi người, tôi nghĩ thế. Me, it's also like a challenge, and it's. Đối với tôi, nó giống như là một thử thách. Think to test yourself. Nó là một điều để mà kiểm tra thật tốt để mà kiểm tra bản thân mình. So I quite like it in a way. Nhưng mà tôi thích, tôi thật sự là cũng hơi thích cái kiểu như vậy, thích kiểm tra bản thân mình. And so since I've had so many of them already. Và vì vậy thì tôi đã có khá là nhiều những cái kỳ thi ở trong trước đây rồi. I kind of get used to challenge myself on it. Tôi dường như đã quen với cái việc mà thử thách bản thân ở trong những cái bài thi. 50-50. Bạn này nói là 50-50. I'm afraid of exams. Tôi lo lắng về những bài thi. I hate them because I can't sleep at night before. Tôi dường như là hơi ghét nó tại vì tôi không thể ngủ vào buổi tối. Exam, but I think this is a great opportunity to check. Tôi không thể ngủ vào buổi tối trước cái kỳ thi. And sleep at night before the exam, but I think this is a great opportunity to check my language. Nhưng tôi nghĩ là đó là một cái dịp tốt để mà mình xem xét lại, kiểm tra lại cái ngôn ngữ của mình. So, I feel kind of nervous about the exams, but I. Cho nên là tôi khá là lo lắng về cái kỳ thi. Hate him 100%. Nhưng mà tôi không có ghét nó 100% đâu. I feel great about exams. It's a challenge. Tôi cảm thấy đi thi rất tuyệt. To know how well prepared you are to take them. Nó sẽ nói lên là bạn đã chuẩn bị có đủ tốt, đã tốt ra sao trước khi mà mình bắt đầu mình đi thi. I think exams are a good opportunity to challenge yourself. Tôi nghĩ đây là một cái dịp tốt để mà thử thách bản thân. Show your higher weak points. Để nhận thấy là những cái điểm tốt và điểm mạnh và điểm yếu. Yeah, maybe improve it next time. Và có lẽ là sẽ cải thiện nó vào lần sắp tới. I had all of them. Anh này rất là thực tế, anh này nói là tôi ghét chúng, tôi ghét tất cả những bài thi luôn. I'm taking IELTS in 12 days and I feel a bit nervous. Tôi đi thi IELTS trong 12 ngày. 12 ngày là sao ta? Không lẽ luyện thi, từ ngày luyện thi cho đến ngày thi là có 12 ngày. Tôi cảm thấy một chút lo lắng. I think I should start preparing. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải bắt đầu chuẩn bị đây. Là bạn này chắc là mới đăng ký thi, đã còn 12 ngày nữa là đi thi. Today, it's Monday, start things, okay. Bạn này sẽ thi vào thứ hai. So you heard there that people feel differently about exams. Rồi, bạn đã nghe là những người đó cảm thấy những cái sự
có những cái cảm giác khác biệt về cái bài thi, những cái bài kiểm tra rồi, những cái kỳ thi rồi. But how about you? How Thế do còn bạn thì sao? you Bạn cảm thấy thế nào? feel? Your thoughts with other learners in the discussion on this step. Hãy chia sẻ cái cảm giác của bạn ở dưới cái mục ở trong cái mục trao đổi ở phía dưới của cái bước học này. Rồi, nãy mình cũng đọc xong rồi. Đó, đọc xong rồi, bây giờ mình tiếp tục nè. Mark and complete. Rồi, mình sẽ qua cái mới là Paul, Your English Journey. Mình xem. Cuộc bình chọn Your English Journey là hành trình IELTS của bạn. We'd like to know where you are in your English journey. Take part in our poll. The information you give us will help us give you the information that's right for you. Chúng tôi mong biết được nơi mà bạn ở trong hành trình IELTS. Hà dịch thoáng một chút là chúng tôi mong muốn biết là bạn đang ở đâu ở trong hành trình IELTS của mình. Take part in our poll. Tham gia vào cái cuộc bình chọn của chúng tôi. The information you give us will help us give you the information that's right for you. Cái thông tin mà bạn cho chúng tôi sẽ giúp chúng tôi cho bạn những cái thông tin mà phù hợp với bạn. We'll share the results in step 115. Là chúng tôi sẽ chia sẻ cái kết quả ở cái bước 1.15. In the meantime, trong lúc đó, you can use the comments below to tell all the learners about your IELTS experience so far. Trong cái lúc đó thì bạn có thể sử dụng cái phần bình luận bên dưới để mình nói với những người học khác về cái kinh nghiệm, trải nghiệm IELTS của bạn. So far là mình không biết dịch làm sao. Để mình tra Oxford. So far. So far có nghĩa là until now. Có nghĩa là cho đến lúc này. Mình dịch một cái ví dụ ha. Up to this point. Là cho đến thời điểm này, cho đến thời điểm. What do you think of the show so far? Là bạn nghĩ gì về cái show đó, cái chương trình đó? Và lúc này, cho đến bây giờ, cho đến thời điểm hiện tại thì bạn nghĩ gì về cái chương trình đó? Detectives are so far at a loss to explain the reason for his death. Cho đến thời điểm này thì các thám tử đã rơi vào cái sự lost, là mất phương hướng, để mà giải thích cái lý do của cho cái chết của anh ta. Rồi mình biết từ so far cũng là until now, cho đến bây giờ, cho đến thời điểm hiện tại. Rồi tiếp tục. Please note, by clicking launch, you will be taken to a page containing content provided by a third party website. Vui lòng chú ý rằng nếu bà bạn ấn vào nút vận hành này, launch, you will be taken, là bạn sẽ được mang tới và sẽ được dắt tới một cái trang mà chứa những cái nội dung được cung cấp bởi một trang web bên thứ ba. Exercise, bài tập. Poll, your journey, your English, your IELTS journey, là cuộc bình chọn hành trình IELTS của bạn. Bây giờ mình đọc comment xong mình bắt đầu cái poll đó nha. Most slide. Educator.
Ok, mình thấy mình like cho mọi người một cái đi. Cho mình đọc. I've taken the IELTS exam, the IELTS several times. I got the score that I wanted 5 years ago. I got 6.5. Tôi đã và đang thi IELTS được vài lần rồi. Tôi nhận được cái điểm số mà tôi muốn 5 năm trước. Lúc đó tôi nhận được 6.5. As you know, I need to take the test again because my test is not valid anymore. Tôi phải, bạn biết đó, tôi phải cần phải thi lại bởi vì cái bài kiểm tra của tôi thì không có còn hiệu lực nữa. I had to take it many times, mainly because of the reading part. Tôi phải làm nó nhiều lần. Cái này tắt mèo này thiếu chữ y, mainly, chủ yếu bởi vì cái phần đọc, chủ yếu bởi vì cái phần đọc. I'm a slow reader. Tôi là một người đọc khá là chậm. I could not finish all the three passages in the time given. Tôi không thể hoàn thành tất cả ba cái passage, là ba cái bài đọc in the time given, trong cái thời gian được cho. I used to do only two and leave the third one. Tôi đã chỉ có làm được phần hai bài thôi và bỏ lại cái bài thứ ba. This I want to score at least 7. This time I want to score at least 7. Lần này tôi muốn là mình sẽ ghi được cái điểm tối thiểu là 7. I'm practicing. Cái này, bài này viết sai. I practiced. Cái này phải là dùng PD mới đúng. Bài này dùng in là sai. Thôi là phải ghi là I am, chứ phải I have. I'm practicing my reading skill. Reading skills. Cái chữ skill thì mình nghĩ là lúc nào nó cũng phải số nhiều hết. Tại vì mấy bạn, nếu mà mấy bạn tìm hiểu kỹ thì sẽ hay là số nhiều hơn. I'm practicing my reading skills a lot during the past 5 years. Nên là chắc được chữ đờ. Rồi, tôi đang luyện tập cho cái kỹ năng đọc của mình rất là nhiều suốt 5 năm qua. I believe my reading skills is better. Tôi tin là cái khả năng, cái kỹ năng đọc của tôi đã tốt hơn rồi. I hope, cái này phải là có chữ E nha. Tôi mong rằng cái sự I hope that improvement will be reflected on my score. Tôi mong rằng cái sự cải thiện sẽ được phản ánh trong cái điểm số của tôi. Rồi, để coi coi. Cái này là comment của Rasha Sultan. Rồi bây giờ cái này là sẽ là Karen Waterston, là cái nhà giáo dục này sẽ trả lời. Finger crossed, Rasha, finger crossed. Finger crossed nghĩa là gì ta? Có cái thành ngữ là keep your fingers crossed, to hope strongly that something will happen. Là vậy, finger crossed là hy vọng một cách mãnh liệt rằng cái điều gì đó nó sẽ xảy ra. We are keeping our fingers crossed that he'll be healthy again very soon. Là chúng tôi rất là mong là anh ấy sẽ khỏe lại sớm thôi, thật là sớm. Giờ finger crossed có nghĩa là rất là mong cho bạn sẽ được lên điểm, cải thiện được cái điểm số của mình ha. Rồi,
It would be great if you could share some of your experiences and advice on some of the forums. Điều này ha, sẽ thật tuyệt nếu mà bạn có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của bạn và lời khuyên trên những cái trên một vài cái diễn đàn. I'm sure some of the other participants would be grateful for any insights that could help. Tôi chắc rằng một vài cái người tham gia khác đó sẽ cảm thấy rất là biết ơn về những cái insight. Insight có nghĩa là những cái sự thấu hiểu. Thấu hiểu ở đây là sao ta? Insight có nghĩa là khi mà bạn đã làm cái gì quá nhiều thì bạn sẽ hiểu sâu về nó. Thì cái chữ insight có nghĩa là hiểu sâu, hiểu thấu, thông suốt được cái gì đó. Giống như mình học IELTS nhiều, mình làm tiếng Anh nhiều thì mình sẽ có cái English insight, là mình hiểu được tiếng Anh một cách sâu hơn. Đó. That could help. Mà có thể giúp. Mình tra cái nghĩa Anh cái insight là cái gì cho nó chính xác luôn. Insight, an understanding of what something is like, là một sự hiểu cái gì đó là như thế nào. Mình dịch cái ví dụ đầu tiên nha. There are many valuable insights in her book, là có rất là nhiều những cái hiểu biết đáng giá ở trong sách của cô ta. Rồi, vậy là mình đọc xong cái này. Ở phía dưới này. Rồi, mình nhấn cho cái này nha. Mình nghĩ là người ta hết cho làm đó. Ồ, mình làm. Your IELTS journey, là hành trình IELTS của bạn. We'd like to know more about you so that we can help you get the most out of the course. Chúng tôi mong muốn biết nhiều hơn về bạn để mà chúng tôi có thể giúp bạn đạt được thật nhiều, đạt được nhiều nhất từ cái khóa học này. Choose the answers that describe you best. Chọn cái đáp án mà diễn tả bạn tốt nhất, diễn tả bạn đúng nhất. Start. I am, tôi là A, planning to take an IELTS exam, an IELTS test. B, A có nghĩa là đang lên kế hoạch để mà đi thi IELTS. B, not planning to take an IELTS test, là không có chuẩn bị, không có lên kế hoạch để mà thi IELTS. C là unsure if I'll take an IELTS test or not, không có chắc là tôi sẽ đi thi IELTS hay là không. Thì hôm qua đó, lúc mà mình quay xong cái video của ngày thứ ba, thì mình có chat với bạn Lan Anh của mình. Và mình có, tại vì Lan Anh nó muốn lên điểm, cái này nó muốn đi thi vào ngày 14 tháng 11. Cái là mình cũng tại vì đợt trước đó, lúc mà 2017, là mình với Lan Anh cũng đi thi chung. Lúc đó là lúc là tốt nghiệp đại học đó, thì hai đứa cũng cần bằng anh Giang. Thì mình đi thi chung với Lan Anh một lần rồi, năm 2017. Rồi năm nay thì mình cũng đi thi chung với Lan Anh nữa. Cái lần vừa rồi đó thì Lan Anh thi hình như được được 7.5 hay là 8 chấm, mình không nhớ rõ. Còn mình thì chỉ được 6 chấm thôi. Lần đầu tiên thì mình thi đó thì mình được 6.5 lần. Hình như mình lần đầu tiên mình thi là mình năm 2 đại học. Lên tới năm 4 đại học thì chắc lúc đó không có chuyên tâm gì hết, không có lo rèn luyện gì hết, nên là nó bị tụt xuống một chút. Rồi, vậy là 14 tháng 11 mình thi, nên mình sẽ chọn đáp án là A, là chuẩn bị thi IELTS. Rồi, I'm planning to take an IELTS test. Tôi đang chuẩn bị, đang lên kế hoạch thi IELTS. A, and I know the time and date. B, soon. A là tôi biết thời gian và tôi biết ngày giờ. B là soon, I don't know exactly when, là tôi sẽ thi sớm thôi nhưng mà tôi không có biết là khi nào tôi thi, rõ là khi nào tôi thi. Rồi C là sometime but I haven't decided,
when I do it là tôi sẽ lên kế hoạch thi vào cái thời gian nào đó thôi. Tôi chưa có quyết định là khi nào sẽ thực hiện cái điều này. Mình thì mình biết ngày giờ ngày rồi nên mình chọn A. Have you taken an IELTS test before? Là bạn đã thi IELTS trước đó chưa? Mình thi rồi, mình thi 2 lần rồi, lần này sẽ là lần thứ ba của mình. Yes. Submit là no. Rồi, thanks you for your responses. Cảm ơn vì cái câu trả lời của bạn. Results will be shared at the end of the week in the weekly roll up video. Cái kết quả sẽ được chia sẻ vào trong cái tuần, vào cái cuối tuần, là cái cuối của cái tuần 1 như vậy. In the weekly roundup video, trong cái video roundup nghĩa là chắc là nó sẽ tổng quan lại cái tuần nữa. Để coi cái roundup là cái gì. Roundup ở đây là danh từ. Roundup video. A summary of the most important points of a particular subject, especially the news. Là cái phần tóm tắt của những cái ý quan trọng nhất của một cái chủ đề nhất định, là một cái chủ đề điển hình, đặc biệt là ở trong tin tức. Hay mình chọn một cái ví dụ nha. We'll back after the break with a roundup of today's other stories. Chúng tôi sẽ trở lại sau cái giải lao. Chắc là cái này là mấy người mà MC người ta dẫn tin tức đó, người ta nói chúng ta sẽ trở lại sau vài phút phải la giải lao, với một cái một là mình nhìn tổng quan lại, mình tóm tắt lại những cái câu chuyện nổi bật của ngày hôm nay. Thì thông thường tin tức sẽ dùng chữ round up này, tổng quan lại, tóm tắt lại. Rồi mình back to course, trở lại khóa học. Rồi, vậy là mình làm xong cái này, mình mark as complete. Rồi, mình vừa mới học xong một exams and me. Rồi mình xem video, rồi mình cũng làm cái poll rồi. Mình làm được 2 bước là 1.3 và 1.4 rồi. Bây giờ nó sẽ qua cái IELTS and me là 1.5. 1.5 này mình sẽ dành cho ngày mai nha mấy bạn. Rồi, ngày học của hôm nay của mình tới đây là ok rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.